chưa? Cháu quay thằng cu này đang chơi mà. Từ từ địt mẹ, sao bên này nó lại mờ thế nhở? Nó sao? Bên này vừa mờ cực. Cầm lấy cho anh con. Địt cụ mày. Mày ấn linh tinh, mày ấn vào phơi sáng này này. Phơi sáng là gì? Mày em... vừa ấn phơi sáng thôi. Thề, em kêu ấn, em ấn cái chữ con để. Nói đi em. À, xin chào các bạn, hôm nay tới thiệu về bưu điện của sát thôi. Hay bưu điện của sát thôi là đấy, cánh cửa. Ở bưu điện là có rất nhiều nhân viên làm việc. Ở bưu điện là ngày xưa là có nhiều việc lắm, đi gửi các đồ ấy mà. Đấy, nó gửi các đồ đạc để gửi các xa, các tỉnh khác. Đấy. Bưu điện tôi sao tầm được mấy chục lan. Rất cổ kính. Thôi, nhìn xi măng với gạch cũng kia nó xây là bảo là bị mục lát vào rồi đấy. Thôi, bưu điện này nhờ nhân viên này, hôm nay người ta quên, người ta chưa đến mà. Người ta ngủ quên. Nhân viên người ta ngủ quên, người ta chưa đến thôi. Thường thường là cứ 2:30 là bưu điện nó làm việc, thế nên là tầm lắm mà chắc rất nhiều giống giống dê đấy. Thôi, bưu điện. Đấy. Đấy. Người bưu điện kinh lắm, bưu điện này. Lắm mà lắm tối lên nó mà. Không ai dám gì ạ. Thôi, bưu điện là cổ kính, khăn trang. Bưu điện đỏ với vàng. Mới đã 2 phút nên bắt đầu đi. Rồi đã 2 phút rồi, nhìn nhanh nhé. Bên đây quay sau rồi thì nữa, bị tắt, bị tối quá rồi quay sau. Nhưng mà nhanh nhé. Điện của ta xa tôi là trong vẫn chắc chắn á. Đầy đủ tiện nghi mà. Sinh hoạt là đầy đủ. Từ thường là, ngày xưa là người ta hay ở đây người ta ngủ. Ngủ nghỉ người ta trông cái điện, thường thường bây giờ không có gì, người ta không có trông. Đấy, người ta ngồi đây người ta chơi thôi, đó. Đóng cửa lâu năm. Tắt 2 cái này nhá. Bao nhiêu nào? Không quá thời gian đâu. Quay sao đợi mấy kia quay xong thì mình tắt. Đấy, điện đấy. Điều điện này như vỏ đâu mới được tu sửa. Chưa? Rồi, ok.